để kỷ niệm 11 năm ngày thành lập, cơ sở nhà em giảm giá trực tiếp vào sản phẩm cho các bác là 10 triệu đồng các bác nhá. Riêng nghe VIP như này, các bác nào xem đến cuối cái video này em có một ưu đãi. Riêng các bác hãy nhớ rằng cái ưu đãi này cơ sở chỉ dành riêng cho hai khách hàng duy nhất thôi các bác nhá. 20 triệu để tặng quý khách hàng để xem đến cuối cái video này. Đầu tiên em xin giới thiệu các bác những cái đẳng cấp khác biệt của đồ gỗ Thiên Phú về nghề Bảo Đỉnh so với những cơ sở khác các bác nhá. Xứng đáng với cơ sở dẫn đầu thị trường về tay nghề, về tất cả các đường nét đục đẽo dáng dấp của bộ sản phẩm nghề Bảo Đỉnh. Thì các bác nhìn cái tay nghề của Thiên Phú đây. Đây là cái tay nghề mẫu mới nhất của cơ sở nhà em. Đục là tỷ hưu. Con tỷ hưu này nó tượng trưng cho phong thủy rất là tốt các bác nhá. Nó mang đến tiền tài, vận may, vận lộc cho tất cả quý khách hàng sở hữu được cái con tỷ hưu này ngồi trên một đống tiền. Và để vào đường nét nghệ thuật của nó, các bác xem cái đường nét nghệ thuật của nó thì cơ sở nhà em làm này, các bác nhìn này, tê liền toàn bộ này. Tất cả cơ sở nhà em làm đục đẹp tứ diện, đục 4D, tất cả nó đều đang cõng những cái đống tiền này. Và đặc biệt là con tỷ hưu này, tiền tài nó chỉ vào trong nhà và nó không đi ra được. Đấy là một cái ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt của con này. Các bác nhìn cái bàn này thì chỉ có đồ gỗ Thiên Phú mới có thôi các bác nhá. Cái bàn bình thường người ta chỉ đục có 2 phân, pha dày 2 phân, đục có 1 phân thôi. Và cơ sở nhà em là pha tận 4 phân, đục sâu kinh quang 3 cm. Hàng cơ sở nhà em đục như một bức tranh tứ linh ở trên mặt bàn như này. Và đặc biệt là cái bàn, những cái sản phẩm hàng VIP, cơ sở nhà em làm rộng 1m27, dài tận là 2m17. Hàng mặt bàn liền khối, nguyên không ghép các bác nhá, liền khối luôn, dày 4 phân. Chương nghề Bảo Đỉnh cơ sở nhà em luôn luôn làm cái mẫu chương rất là to cao, thể hiện cái Bảo Đỉnh rất là to như này. Nó thể hiện cái sự đẳng cấp của bộ sản phẩm nghề Bảo Đỉnh, là cái phần điểm nhấn là con nghê đang ôm Bảo Đỉnh vần cầu. Và con nghê này cơ sở nhà em cũng được làm đục 4D, 4 mặt đẹp như nhau. Và đặc biệt là cái phần chương này bình thường người ta pha 40 phân cái chương này thôi, nhưng cơ sở nhà em pha tận 60 phân để cái chương nó trường ghế, cái dáng ghế nó đẹp. Thì đây là cơ sở nhà em cải tiến cái mẫu nghê Bảo Đỉnh này, là đục hai con nghê hai bên, ở trên là đục đỉnh con nghê, làm mẫu cải tiến hai bên hai con phượng ve hoa hồng rất đẹp và lét và liền khối hoàn toàn. Phần vách tựa lưng các bác có nhìn thấy đây, lại là một bức tranh nữa cơ sở nhà em mô tả trên phần vách, đó là long ly quy phụ, tượng trưng cho 4 con vật linh thiêng nhất của đất và trời, và nó thể hiện sự quyền uy của gia chủ khi sở hữu cái bức tranh tứ linh này ở phần tựa lưng. Và đặc biệt là cái ván này người ta pha 2 phân, nhưng cơ sở nhà em pha tận là 6 phân đục kinh bong mặt tiền, 4 phân mặt sau đó là 1 phân. Nên là các bác nhìn thấy các cái con rồng này, con rùa, con lân và con phượng, dáng nó rất phê, rất là lét và đẹp các bác nhá. Tiếp theo các bác, em giới thiệu đến cái phần vai cột và dáng ghế. Cơ sở nhà em nhá, pha cái cột 14, nhưng mà cơ sở nhà em pha, bình thường người ta pha có 23 phân, cơ sở nhà em pha tận 28 phân các bạn. Cong vắt luôn các bác nhìn cột này, nó dẻo cong vắt luôn này, cong vắt này. Và đặc biệt là cột của nhà em làm là không tì vết, không tâm, không ruột, không rác, và đặc biệt lại còn chọn cả vân các bác nhá. Để mà đủ tiêu chuẩn cao như vậy cho một cái cột, nói thật các bác là cực kỳ hiếm có. Ngày hôm nay cơ sở nhà em đi bàn giao cho anh Huỳnh Thành Trung ở Sóc Trăng bộ sản phẩm này. Hôm nay em có ưu đãi dành riêng cho bác nào xem video từ đầu đến giờ mà mua nghe VIP, ngày hôm nay giảm giá trực tiếp vào sản phẩm cho các bác là 10 triệu đồng các bác nhá. Riêng nghe VIP như này thì cơ sở nhà em đang có tặng kèm một phần quà trị giá là 6 triệu đồng cho các bác nào mua nghe sản phẩm nghe VIP. Ngoài ra thì cơ sở nhà em có rất nhiều sản phẩm nghe, giá thành nó dao động từ 39 triệu cột 12 và 63 triệu cột 14. Đấy là những cái giá ưu đãi duy nhất trong cái video này em muốn giới thiệu đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Còn riêng bộ sản phẩm này cơ sở nhà em đang bán anh Huỳnh Thành Trung 195 triệu và hiện tại thị trường nó đang bán cái sản phẩm siêu đỉnh cao đục tay 100% này như cơ sở nhà em là khoảng độ 210 triệu. Và riêng ngày hôm nay các bác mua trong video ngày này, hôm nay em chỉ giảm cho các bác còn 180 triệu bộ sản phẩm này thôi, là sản phẩm tất cả đều đục tay 100%, hàng siêu dày, siêu cong liền, trương liền, tay liền, tất cả đều là hàng rất là VIP các bác nhá. Tất cả các sản phẩm các bác nhá, em Yên đều cam kết cho các bác bảo hành mối mọt cong vênh 30 năm và giao hàng miễn phí tận nhà. Và đặc biệt nhá, các bác nào mà mua sản phẩm mà cảm thấy không ưng ý, không vui, cơ sở nhà em miễn đổi trả trong vòng 30 ngày các bác nhá, để các bác thoải mái không phải suy nghĩ về cái chất lượng sản phẩm của cơ sở nhà em. Có phải các bác đã thắc mắc về cái tổng thể của bộ sản phẩm này không? Hiện tại thì em sẽ giới thiệu các bác cái tổng thể của bộ sản phẩm này. Các bác kê thì nó rơi vào là rộng khoảng độ 4m rưỡi, dài là 4m rưỡi các bác nhá, kê khoảng độ 18 đến 17m2, giống như hình này thì sẽ rất là đẹp cho cái bộ sản phẩm này các bác nhá. Và kích thước của đoạn nó rơi vào là cao tận là 1m63, dài tận 2m rưỡi và sâu là phủ bì 80 phân. Kích thước của bàn là rộng tận 1m27, dài là 1m97. Khuôn tranh thì tất cả cơ sở nhà em làm dày tận 6 phân, ván dày tận 3 phân, và ván bàn dày tận 4 phân, và khuôn tranh bàn dày tận 7 phân. Và vách tựa lưng
thì pha tận 6 phân các bác nhé. Còn khung vách thì pha tận 8 phân. Tất cả kích thước siêu to siêu khủng. Cột cong là tận là 28 phân. Trương liền toàn bộ, tay liền toàn bộ, đục tứ diện, đẹp long lanh luôn các bác nhé. Còn các bác nào muốn chi tiết hơn về sản phẩm này, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em. Riêng các bác hãy nhớ rằng cái ưu đãi này cơ sở chỉ dành riêng cho hai khách hàng duy nhất thôi các bác nhé. Thì các bác hãy nhanh tay chọn lấy thời cơ như này. Và hiện tại cơ sở em đang quay bộ sản phẩm này ở tại trụ sở chính cơ sở em là cạnh cây xăng Cầu Bài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và xưởng em đây các bác nhá, có sẵn máy xẻ gỗ và các bác có thể chọn từng tấm ván một, khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Các bác chỉ có thể đi mua lại thôi các bác nhá. Còn nhà em thì làm từ A đến Z. Các bác có thể đến đây tham quan xem 100 bộ mẫu đủ các loại, giá thành từ 20 triệu cho đến 3, 4, 500 triệu. Thậm chí là một bộ ghế cơ sở nhà em đang làm là 1 tỷ 7. Đấy, các bác hãy nhớ ưu đãi chỉ dành cho hai người thôi.